Bây giờ chúng tôi đang trên hành trình đi lấy một vật phẩm bí mật. Chị Hằng. Chị Thúy Hằng có thể cho chúng tôi biết là em không nhà bí mật. Ok. Chị cần đi. Ok chị Hằng. Anh em sang bên này ra. Anh em có tìm trò gì chơi? Anh em muốn làm đại lý người không? Ồ. Bọn mày phải ở đây hết giờ ra chơi. Ồ. Ok. Thế có sự kiện gì à? Sự kiện gì nhưng tao không biết, tao chỉ có nhiệm vụ. Tao cũng tạ đi thôi. Mày nói không? Tao mất lời đúng rồi. Nhưng tao không biết được. Chúng chỉ bảo tao là rất xấu cục tạ đi thôi. Còn tao biết từ là Hằng sẽ biết mà Hằng không nói. Làm đéo chuyện là Hằng không biết. Lấy luôn thì tao tha thứ mày luôn rồi. Bạn nhớ rằng là tao với thằng một chân một tay là kéo dân mình thích cái thế tao má thân thầy mình đi ấy không xuống ra gà tao bắt đầu xem được hay em muốn tao làm cái gì không xin là em chồng con trai lớp người ta đi thách bóng kia đánh bóng chuyền bọn tao không? Chơi không? Thách luôn đánh bóng chuyền không? Ok. Mua đánh bóng chuyền tao. Mai ngửa ngửa xuống lên sân dưỡng. Xuống dưỡng chuyền nào đi chạy. Như kẹo luôn. Có phải là bóng em hả? Xịt. Anh em muốn lên người lên kia đi về không? Sao đây anh có dữ liệu? Bộ khác năm nay mạnh vãi rồi. Nhưng mà cái lớp ấy bị sổ ra. Chỗ thắng này, chỗ thắng bị sổ ra.